Làm như thế nào để chụp được một bộ ảnh đẹp? Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hình ảnh của một bộ ảnh mà bọn mình đi sản xuất và cần chuẩn bị gì, cần lưu ý những gì. Rất là nhiều thứ phát sinh trong cái buổi đi chụp hình đấy thì mình sẽ chia sẻ trong video sau đây. Thời tiết hôm nay thì vì ảnh hưởng cơn bão nên là khá là mây, may mà vẫn chưa mưa. Bởi vì cái buổi chụp hôm nay thì mấy anh em cũng đã phải chuẩn bị mất vài ngày. Hôm nay mình sẽ chụp concept áo tất của Việt Nam. Đây là bạn Bình tới từ của anh Công Nguyễn. Bạn Bình thì có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc chụp ngoại cảnh. Các bạn mới đang chụp ảnh thì chúng ta hãy tham khảo nhiều hình mẫu nhất có thể trong bộ ảnh mà mình hướng tới trên các trang như Google hay Pinterest, Instagram. Tấm ảnh của mình thì nên có một câu chuyện gì đó để kể, làm cho mẫu tương tác bối cảnh nhiều hơn một chút. Kỳ này là nói chung là phần kết của tất cả các bước tiền kỳ phía trên. Nếu mà làm tốt các bước tiền kỳ thì hậu kỳ sẽ rất là nhạt. Và video của chúng ta kết thúc tại đây. Các bạn có câu hỏi gì hay là chủ đề gì thú vị muốn mình làm thì hãy comment xuống dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.